Con xin chào cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Chí Tài đã làm cho rất nhiều người đau xót, trong đó có gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và kể cả là những người công giáo chúng ta. Chúng ta thương nhớ và cầu nguyện cho ông Giuse Nguyễn Chí. Đoạn video đó đã có đến 8 triệu người xem bức ảnh. Bây giờ con và cộng đoàn cùng đi khám phá, xem tiếp và cầu nguyện cho chú. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật tin công giáo cộng đoàn nhé. Vâng thưa cộng đoàn, theo thông tin từ ông Dũng Tay No, chồng ca sĩ Thu Phương, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài đã về đến nhà Big Family Fuller Home tại quận Cam ở Mỹ vào khoảng 16 giờ 45 phút giờ địa phương ngày 13 tháng 12. Trong một thánh lễ tại Mỹ thì bà xã của nghệ sĩ Chí Tài, tức là ca sĩ Phương Loan, rất đau xót. Cô tham gia thánh lễ cầu nguyện cho chồng của mình và trong hình ảnh cộng đoàn nhìn ở trên màn hình thì cô đã rất đau lòng, ngất lên ngất xuống rất nhiều lần. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã đến chia buồn, an ủi cô vượt qua mất mát này. Nhưng thưa cộng đoàn, một điều lạ đã xảy ra trong buổi lễ đưa chân này. Trong khi mọi người đọc kinh cầu nguyện theo đạo công giáo chúng ta để dành cho nghệ sĩ Chí Tài được tổ chức ở trong nhà thờ tại quận Cam, bang California, thì có một chuyện lạ đã xảy ra và khiến cho khán giả và nhiều người yêu mến nghệ sĩ Chí Tài sửng sốt. Vâng, hình ảnh mà cộng đoàn đang nhìn trên màn hình là trong thánh lễ đó. Và nếu chúng ta nhìn lướt qua thì chúng ta sẽ thấy bình thường thôi. Và bây giờ con sẽ phân tích kỹ. Thưa cộng đoàn, đây chính là hình ảnh trong một tang lễ của nghệ sĩ Chí Tài mà báo Thanh Niên đã đăng lên. Nếu mà chúng ta nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái hình ảnh thánh lễ bình thường thôi, đúng không ạ? Nhưng điều sửng sốt và bàng hoàng khiến cho mọi người sửng sốt đó là gì? Đó là khi mà chúng ta quan sát kỹ cái bức ảnh này thì chúng ta sẽ thấy có một điều rất khác lạ. Một hình ảnh được cho là linh hồn và là khuôn mặt của nghệ sĩ Chí Tài đã hiện ra. Thì bây giờ con sẽ cùng cộng đoàn chúng ta cùng đi phân tích bức ảnh này nhé. Bây giờ con sẽ tải bức ảnh này về. Ok, đây con sẽ mở bức ảnh lên. Đây, đây chính là bức ảnh của chúng ta, đúng không ạ? Đây, con sẽ cho to lên một chút. Cái điều lạ ở đây mà mọi người cho rằng đây chính là hình ảnh của nghệ sĩ Chí Tài đó là gì? Đó là đây. Tức là những cái lá cây này được xếp vào và nó tạo ra một cái hình rất giống như hình ảnh linh hồn của nghệ sĩ Chí Tài. Và chúng ta có thể nhìn được theo hai cách. Cách thứ nhất, đây con sẽ vẽ cho mọi người nhìn nhé. Đây cái lá đây đúng không ạ? Đây. Đấy. Phần này phần đầu này. Đây. Và phần này là phần chân này. Nhìn giống chân chưa ạ? Đó. Đấy, phần bên đây là phần cây nến này. Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần này là cái phần mà đây là phần đầu này, đây là cơ thể này, và đây là phần chân. Nhìn rất giống nghệ sĩ Chí Tài, đúng không ạ? Này thì một bạn đã đăng lên TikTok hình ảnh đó và nhận được 8 triệu lượt xem, 667,8 ngàn lượt thả tim và yêu thích, 15,8 ngàn lượt bình luận. Và trong đó có những bình luận sửng sốt như sau. Một bạn có nickname Sunikang XMIG nói: tôi thấy chú rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy chú lần cuối cùng rồi, và đã nhận được 24,5 ngàn lượt thả tim. Bạn Ngân Hà nói: Chí Tài sống mãi trong tim của chúng tôi. Và bình luận này cũng nhận được 11,9 ngàn lượt thả tim. Một bạn có nickname Nú đang đi học bình luận: lúc đầu không thấy, nhưng càng coi hình ảnh chú lại càng hiện ra rõ hơn, và nhận được 4.365 lượt thả tim. Đó là những ý kiến về bức ảnh được cho là linh hồn của chú Chí Tài. Còn cộng đoàn, chúng ta cảm nhận bình luận như thế nào thì chúng ta hãy bình luận bên dưới video này nhé, để chia sẻ cảm xúc của mình. Vâng thưa cộng đoàn, phải chăng người hâm mộ vì quá đau xót yêu mến nghệ sĩ Chí Tài nên đã để ý đến những tiểu tiết và hình ảnh như vậy? Nhưng dù là gì đi nữa thì chú Chí Tài sẽ để lại một hình ảnh quá đẹp với người công giáo chúng ta tại giáo điểm tin mừng với cha nông, và là một chứng nhân nhiệt thành của lòng Chúa xót thương. Chúng ta cùng cầu nguyện cho ông Giuse Nguyễn Chí Tài sớm được hưởng tôn nhan của Thiên Chúa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì có thể ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những video, những tin tức hay nhất về đạo công giáo.
cũng như là truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video mới phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.